Rồi. Chào anh em. Nay tôi xin giới thiệu đến anh em một sản phẩm máy khoan pin của hãng Tunsen, có mã máy là 87254. Máy này động cơ là động cơ từ, không phải động cơ chổi than. Đấy, và có cả chức năng khoan tường cho những gia đình hoặc là những đội anh em mà đi có thể tận dụng khoan ở những cái lỗ khoan bê tông. Tiện dụng luôn để đỡ phải mang cái khoan bê tông điện hoặc khoan một cái khoan bê tông pin mà loại to đùng đi nữa. Thì đây là cái máy khoan pin đầu 13, đầu tự động nha bạn nhé. Đây tôi mở ra để anh em xem này. Ở trên ở bên trong máy thì sẽ có một thân máy và hai pin. Trên thân máy thì sẽ có 3 chức năng. Máy này là một là chức năng khoan tường này, hai là chức năng vặn vít này, ba là chức năng khoan cơ khí hoặc khoan gỗ, khoan thép này. Đấy, anh em chuyển cái này nó có hai vòng chuyển. Đây là vòng chuyển bên trong là chuyển chức năng này. Đấy, đây là chế độ vặn vít này anh em này. Và đây là chế độ khoan nắp mũi khoan cơ khí, mũi khoan gỗ này. Đấy, và đây là mũi khoan chế độ khoan tường này. Còn cái vòng bên ngoài này là vòng chế độ này là lực xiết. Nếu dụ đây là ở cái máy này là nó lực từ 1 đến 21 cơ. Đấy anh em nhìn đây nó sẽ thấy là đến lực 21. Thì ở cái lực số 1 này thì anh em sẽ khi bấm vào anh em sẽ thấy nó đủ độ, nó sẽ tự động nó dừng. Đấy, và lên càng lên cao thì anh em không thể siết, không thể dừng được đâu. Nếu mà đặc biệt một điều mà anh em đặt ở cái chế độ 21 này thì tôi khẳng định là anh em sẽ cháy tay. Đấy là cái điều về tốc độ. Và đây là đầu mang danh, cái này gọi là đầu mang danh nhanh, không phải là đầu dụng bằng khóa mà anh em chỉ việc là vặn tay là tự động nó lên và vặn tay tự động nó xuống. Bây giờ tôi sẽ thử cho anh em xem một cái nữa là cái lực đập như tôi vừa nói vừa xong với anh em đấy. Cái dòng này thì là pin nó chỉ là 2 chấm nhưng anh em có thể đổi lên sang pin to hơn thì anh em sẽ cắt thêm tiền. Khi anh em lắp thì anh em đặt vào bệ này, anh em ấn thẳng tay vào tôi là xong này. Cái máy này thì cái cò thì nó cũng là giống như tất cả những dòng khác, thì đó là cò nó là đều chiết áp, có chiết áp, anh em bóp nhẹ nhẹ này nó chạy chậm này, em bóp mạnh vào nó chạy nhanh này. Và cái nút này là lớp chuyển chạy ngược chiều. Và cái đầu này anh em thấy khi mình dùng này, anh em chỉ cần giữ này là nó tụt này, anh em đang cho nó chạy ngược ra này và thuận vào là bắt đầu nó mũi nó lên này. Đấy, bây giờ tôi chỉnh thử cho anh em xem về chế độ 1 nhá. Chế độ 1 anh em đang chạy này. À, mà đây lực như này tôi đã thấy nó khủng khiếp rồi. Mà mới đấy nó chỉ là chế độ số 1 đấy. Chứ nếu mà tôi nghĩ là nó mà là chế độ mạnh hơn nữa thì chắc là tôi không giữ được. Đấy. Như này mà tôi đã cảm thấy cháy tay rồi, mà nếu mà tôi đưa lên 21 nữa chắc tôi nghĩ là khả năng là tôi phải đi găng tay dày thì mới làm được. Còn ở trên này thì nó có chế độ chạy lực xiết nhanh chậm. Thì nếu mà anh em bật cần những cái mức khoan to thì mình nên khoan từ từ thôi. Thì nó cái lực nó sẽ phun, nó sẽ ra nó được đều hơn, chứ nếu mà anh em khoan nhanh quá nó sẽ hay bị cháy mũi. Đấy là cái chế độ lực tăng cường để ok. Còn ở cái máy này thì anh em có thể dùng được điều kiện vào buổi tối. Lúc buổi tối anh em vẫn có đèn để anh em soi được những cái góc khuyết hoặc là những cái chỗ nó thiếu ánh sáng thì đèn nét rất là sáng. Đây là tôi đang quay vào buổi trưa thì mà tôi đã thấy nó sáng lắm rồi. Còn máy thì sạc này thì tôi thấy nó khá thông dụng vì cái chân sạc này, 3 chân này, nhưng mà lại là hàng là dễ sạc, nó không cồng kềnh như những cái hãng khác. Ví dụ như các bạn lắp đây, các bạn cắm vào thì tôi thấy là nó khá gọn nhẹ cho anh em, nhất là với những anh em đi làm công trình mà đã mang vác nhiều đồ rồi mà mình mang cái sạc to nó đi thì rất là vất vả. Thì cho nên là tại sao là tuy là pin 2 chấm nhưng người ta lại thiết kế cái sạc này nó khá là tiện lợi. Và cái đặc biệt nữa là ở sản phẩm của Tunsen này thì anh em sẽ được tặng, tôi đây cái này là cực kỳ là happy. Cái này nha, anh em thấy một điều là tặng từ cái đầu lối cho anh em này, tặng các cái đầu tua vít này để anh em kết nối gắn vào này, anh em gắn lắp vào đây là anh em có thể dùng được rồi này. Và tiếp đến là mũi khoan, đây mũi khoan gỗ, mũi khoan tường này. Cái này là những bác nào hộ gia đình dùng cực ổn, mà với giá thành thì con này sản phẩm bên tôi đang chạy chương trình chắc chắn là nó dưới giá 3 triệu. Nó chỉ rơi vào nếu anh em lấy ở tại cửa hàng như những anh em ở khu vực Hoài Đức, Đan Phượng hoặc là Từ Liêm, anh em có nhu cầu lấy thì bên tôi đang có chương trình giảm giá rất là sâu, nó chỉ rơi vào giá cho anh em là vào tầm 2.6, 2.7, là anh em đã mua được một bộ sản phẩm như thế này rồi. Và hàng thì hàng bảo hành chính hãng, hàng bảo hành 6 tháng mà bảo hành tất cả với cả thân máy và cả pin cả sạc. Bây giờ đơn giản nhất tôi thử một chút cho anh em xem một cái mũi khoan đầu làm thực hiện này. Đây cái đầu khoan
khoan tường này đi để cho anh em nhìn thấy là cái độ ổn định của mũi khoan nó chạy nó sẽ như thế nào, với những sản phẩm khác thì nó sẽ đạt không. Đây là tôi cách dùng của một người thợ, thì anh em không cần phải giữ đầu lại vặn mà anh em chỉ cần gạt lại van chạy ngược, thế là xong. Anh em đưa lên, anh em gạt mũi vào đây, anh em chuyển cái này cho thuận chiều này. Đó. Anh em nghe không? Tôi không giữ được luôn. Đó, thực sự là tôi không giữ được. Anh em nhìn đây là chế độ đây chuyển sang chế độ phân tường. Anh em thấy từ cái thân máy đầu mũi đến thân máy nó không bị đảo như với những cái hàng rẻ tiền. Với những hàng rẻ tiền là không chính hãng thì anh em sẽ bị đảo, nó như nó lắc lư và nó tạo cho cái mũi, cái lỗ khoan của mình nó không được ổn định. Nên là đây anh em thấy một sản phẩm giá dưới 3 triệu mà lại hàng chính hãng mà lại chạy rất ổn định. Còn nếu mà những anh em mà muốn có nhu cầu làm to hơn thì anh em có thể là liên hệ để xin đổi sang pin 4 chấm thì nó sẽ dùng được lâu hơn. Còn đâu con này thì với hệ gia đình hoặc là với những anh em làm công trình thì đã là cực kỳ ok rồi. Cảm ơn anh em. Chúc anh em có nhiều công việc và khi dùng đến sản phẩm thì liên hệ với bên tôi Tung Sen. Em quay luôn cái cửa hàng.